Một chủ biển Hà Nội 30U7601. Chiếc xe Hyundai Getz được sản xuất năm 2009, động cơ máy 1.1 số sàn. Vâng, nếu bà con cô bác mình đang có nhu cầu quan tâm về cái dòng xe phân khúc A, những dòng xe nhập đấy, tầm tiền thì hơn trăm thôi, thì ngày hôm nay em lại về một con Getz đây. Cách đây mấy ngày thì em có về con Getz 2010, cũng là màu bạc, biển Thái Bình, đấy, gốc Hà Nội. Thì ngày hôm nay em về một con biển Hà Nội luôn đấy, một chủ luôn. Con này thì là tên công ty mọi người nhé. Mọi người về tên thì em sẽ giúp hồ sơ để chúng ta về tên, không có gì phải lo ngại. Tại vì bọn em mua thì đương nhiên là tên công ty nó phải có hóa đơn đầy đủ đấy, chứ còn nếu mà không có hóa đơn là em sẽ không mua mọi người nhé. Với chiếc xe Hyundai Getz này 2009 với động cơ máy 1.1, được trang bị 4 máy nên tương đối khỏe, và được rất là nhiều các hãng taxi ra lựa chọn để chạy dịch vụ taxi đấy ạ. Con này thì đăng kiểm, nó mới đăng kiểm đây rồi mọi người, đến tháng 8 2024, năm sau mọi người nhé, đăng kiểm được 1 năm. Đặc biệt con này có hệ thống đèn bi mọi người, đây này, con này chủ xe đổ đèn bi mọi người nhé. Bây giờ đặt đăng kiểm mới đèn bi chúng ta vẫn đăng kiểm được nên mọi người cũng yên tâm mọi người. Đây đăng kiểm mới đây, đăng kiểm hoàn toàn mới mọi người nhé, đây tháng 8 2024. Chiếc xe này thì nội thất thì ghế nhìn nó cũng tương đối sạch sẽ, sáng sủa đấy ạ. Màn hình Android này, đấy, vô lăng ba chấu. Trần của chiếc xe thì được trang bị trần da 3D, có cả cam hành trình. Nếu mọi người thích cái dòng Getz thì em đang có 2 con đấy ạ, để mọi người gọi điện cho em để chúng ta vào chung kết bàn bạc về giá mọi người nhé. Và cần biết thêm như là đăng ký đăng kiểm của xe thì kết nối Zalo với em, số hotline là 0397265286 bà con nhé. Đây mọi người xem những cái phần chỉ chiều của nó này. Đấy, độ bát nguyên bản của nhà máy đây. Đấy, cửa đóng này. Chắc chắn mọi người nhé, chắc lịch luôn. Với chiếc xe này thì tên công ty thì trước đây thì nó cũng có chạy dịch vụ rồi mọi người, có khoan nên nhìn cái phần táp ly này của nó thì mọi người cũng đã biết là xe taxi ra. Đấy. Nhưng quan trọng nhất là về phần chất lượng của xe thì mọi người nhìn cái phần chỉ chiều của nó đây. Đây ạ, đấy, những cái phần đinh này của nó đây mọi người nhìn này, vẫn còn nguyên mọi người nhá. Nội thất phía đằng sau đây, và em cũng vừa sơ qua những phần đinh bấm để mọi người chúng ta nhìn này. Với chiếc xe Hyundai Getz này thì cửa hàng em đang bán với cái giá là 129 triệu thôi mọi người nhá. Đấy, 129 triệu là bao gồm rút hồ sơ cũng như là hỗ trợ vận chuyển cho mọi người trên toàn quốc luôn. Nếu mọi người ở gần thì không giúp hồ sơ thì kể cả không giúp hồ sơ không vận chuyển thì em sẽ bớt 2 cái chi phí đấy cho mình. Đây phần kích lốp này. Đấy, phần lốp xe cua thì nằm ở dưới đây rồi. Đây lốp xe cua ở dưới đây mọi người nhé. Đây. Với dòng Getz thì nguyên bản của nó là trang bị nan lăng sắt, thì con này được trang bị nan lăng sắt nguyên bản theo xe. Nó chưa được lên nan lăng đúc. Một số con thì chủ xe nó lên rồi, một số con thì chủ xe người ta không lên mọi người nhé. Có cam lùi đầy đủ, đấy cam lùi, cam hành trình, full đồ rồi. 129 triệu là cái giá khá là hợp lý đấy ạ. Dàn lốp cũng còn tương đối đây. Dòng nhập thì tôn vỏ là cũng rất là dày dặn, cho nên là xe thì chạy nó cũng khá đầm so với một số cái dòng xe bản Việt đấy, như là Moulin đấy, đấy. Nhưng mà Moulin thì đời lại cao hơn. Tầm tiền này thì chúng ta có thể mua một con Moulin 2013. Em đang có một con Moulin 2012 giá chỉ có 118 triệu. Thì mọi người thích đầy cao thì chúng ta có thể lựa chọn đầy cao, hoặc là tùy theo ý thích của mọi người thôi. Đấy. Đây giờ em nổ máy để chúng ta xem này. Với cái dòng xe dòng dịch vụ ra thì mọi người cũng không quan trọng là order nó chạy bao nhiêu vạn mọi người nhé. Vì trước này là dịch vụ, nó bây giờ nó vẫn là tên công ty mà chủ người ta mua về thì người ta cũng không sang tên. Đây, con này có cả cam 360 là em có mở màn hình mọi người nhìn rồi đấy, cam 360 mọi người nhá. Đấy. Đây. Cam trước, cam sau, cam hông đây, mọi người có thể nhìn và quan sát đây. Đấy. Đây cam trước này, cam hông này, đấy. Đây là vừa nãy là mọi người có thể nhìn được cái đây em tắt luôn lại để cho mọi người chúng ta nhìn đây. Đấy. Nó sẽ có cái cam
Đây mọi người nhìn này, tam vòng quanh xe luôn mọi người nhá. Khởi động này. Đấy mọi người nhìn này. Đấy. Đấy, cam vòng quanh xe luôn. Đấy, góc bên phải. Bây giờ thì em sẽ quay phần khoang động cơ. Đây, táp ly của nó này. Xe dịch vụ ra nhìn táp ly biết ngay. Nhưng mà nhìn cái hệ thống bấm kính lên xuống thì nhìn cũng còn rất là còn sáng sủa. Nó không bị mất ký hiệu mọi người nhé. Đấy, gương điện và kính điện mọi người. Đây, đấy, vẫn chỉnh được ok mọi người nhé. Đấy. Dạ vâng, đây là phần khoang động cơ của chiếc xe Hyundai Getz 2009 mọi người, với động cơ máy của nó là 1.1 mọi người, các trang bị máy. Về phần máy mọi người xem đây, trên khung hoa đây. Đấy. Điều hòa thì em đang ngắt điều hòa nhưng quả gió đang ngắt đây. Máy thì cũng khá là sạch mọi người, nó không bị ngấm dầu thì đâu mọi người nhé. Đây em mở cái phần lắp dầu để cho mọi người chúng ta xem đây, và quan sát đây. Đây ạ. Đấy. Xe thì không có hiện tượng hơi thừa nhưng mọi người nhìn này. Khi mà ra đây mọi người xem đây. Khi mà một số con ra đây là máy của nó không ngon thì nó sẽ có hiện tượng rung lắc mọi người. Ví dụ như là bỏ máy này đấy, hoặc là bu đi nó kém thì sự máy nó sẽ rung. Nhưng đặc biệt mọi người khi mà nhìn cái ga máy ga lên nha, máy nó không rung mọi người nhé. Và tiếng máy nó thì rất là tròn đấy, nó không kêu cạch cạch về đi việc gì cả đấy. Đèn đây thì to cái độ đèn đi rất là sáng cho mọi người đây đấy. Bên đây thì nó không được sáng như bên kia, bên đây thì nó hơi ố ố một chút. Cái này thì có thể xử lý đánh bóng được. Vâng, 129 triệu là chúng ta có sở hữu ngay một chiếc xe nhập mọi người nhé, Hyundai Getz 2009 ạ. Động cơ máy 1.1. Tên công ty mọi người nhé, một chủ từ đầu. Vâng, nếu mọi người đang có nhu cầu thì hãy alo cho em, số hotline là 0397 265 286. Đặc biệt mọi người xem nhớ like, đăng ký và chia sẻ giúp em. Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.